Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha các bạn. Thì mấy hôm nay là em có việc nên là em nghỉ vài hôm các bạn ơi. Thì em cũng rất chân thành xin lỗi các bạn nào mà có nhắn tin em trong cái thời gian em đang nghỉ. Em trả lời hơi chậm trễ thì các bạn thông cảm giúp em nha. Các bạn cần gì thì cứ nhấc máy gọi em. Còn không thôi thì nhá máy em gọi lại cho các bạn. Nhắn tin thì đôi khi em ít cầm điện thoại mà nhiều nên ít trả lời các bạn, thì các bạn thông cảm giúp em phần đó nha. Nay em quay trở lại thì em mang tới các bạn là ba mẫu xe nha. Một mẫu là con này đứng là 46, ngang là 53, mã slip nia đen nhám. Còn mã gian CS 3002, con này đứng là 43, ngang cũng là 53, 54 gì các bạn ơi. Hồi nãy em đo ba size em, nói chung là hơi lệch nhẹ 1-2 cm thôi các bạn ơi. Tại vì đo nãy em quên ghi giấy rồi. Con này là đứng 47, ngang là 53 luôn các bạn. Thì ba xe này sẽ phù hợp cho các bạn cao tầm 1m bao nhiêu. Mấy này các bạn từ 1m 57, 58, 1m 60 trở lên là đi thoải mái rồi nha. 57, 58 đến 1m 60 đi là thoải mái rồi. Thì đây là những chiếc xe em bảo dưỡng cái hộp số bên trong nè. Xe này thì em sẽ lắp mặt kiến đầy đủ cho bạn lại nè. Giống như xe nào mà bị hư mặt kiến giống vậy nè, em sẽ đi làm lại mặt kiến. Mấy cái chỗ đi làm mặt kiến thì kiếm rất là ít luôn nha các bạn. Thì em lúc nào cũng làm sẵn cho bạn hết. Tại vì kiếm mấy này khó lắm, đôi khi cái kỹ thuật làm nó cũng không tốt nữa. Cái này các bạn thấy không, làm liền giáp mí luôn. Thì mấy con này thì bắt buộc phải có mặt kiến rồi. Nếu mà không có mặt kiến các bạn thì về vô nước mưa trong này nè, nó bị rỉ sét, nó đổ ten á, và nó sẽ đổ ten sét ra các hộp nhông số á, nó bấm nó sẽ bị kẹt à. Thì lúc nào cũng phải có mặt kiến. Nếu mà trường hợp mấy tay này ở trên thị trường có nhiều nè, em có thể mua tay mới về, một cặp tay mới nó dao động tầm 90 đến 100 mấy á, cái tay lô mua về em lấy mặt kiến ịnh vô đây thay thế cho bạn luôn, nếu mà trường hợp bị thiếu nha. Mấy tay bấm xả này zin theo xe nè, tùy đời đời ma lai đàng hoàng. Thì đợt trước em có một cái video mà không phải, em không phải video, nó trong cái video em có chia sẻ phân tích các bạn là phân biệt giữa tay zin và tay chợ nha, để các bạn an tâm. Hàng hóa thì em bảo các bạn chuẩn chỉ hàng zin luôn, không có hàng tào lao đâu. Tay chính hãng đàng hoàng, bấm sang số mượt mà, không có dụng mà kẹt số trên xe đâu nha. Thì chế độ bảo hành bên shop em là sao? Xe em bán ra em sẽ bảo hành các bạn 12 tháng. Thì về trục chặt đi, đôi khi trục chặt người dùng em vẫn bảo hành luôn. Đôi khi các bạn lội nước đồ nửa bánh xe đồ này kia, cốt giữa nó bị vô nước quá trời, hay là bánh trước bánh sau con bi nó bị ọc nước ra dàn khe, thì em vẫn hỗ trợ các bạn bảo hành nha, miễn phí nha. Về phần đạn bi con thì bao các bạn an tâm chạy luôn. Đạn bi con thì lúc nào em cũng có đạn bi con xịn á để thay thế cho bạn á. Giờ em vô review chi tiết từng xe nha bạn. Thì mã này là mã slip nia. Tất cả xe đều là khung nhôm hết nha bạn. Thì bên em phân khúc là từ 5 triệu trở lên, 5 triệu đến phân khúc 10 triệu là hiện tại mùa hè này em đang đánh nhiều. Còn các bạn nào muốn phân khúc cao cấp á, thì khoảng tầm qua mùa hè em sẽ quay trở lại nha bạn. Hiện tại mùa hè thì học sinh cần nhiều nên mã này em đánh khá là chạy các bạn. Mã này là mã slip nia nè, khung nhôm nè, màu đen nhám thì các bạn cũng biết rồi. Nếu mà có vết trầy thì chúng ta thấy rất là rõ luôn. Con xe này về vết trầy rất là ít trầy xước nè. Trục giữa thì bảo dưỡng rồi nè, nhẹ nhàng êm ái luôn. Gạt dĩa của nhà Shimano Tony nè. Đây là tem đồ chi chích của Nhật, biển số Nhật đồ này kia nào đầy đủ. Thì xe em là em chuyên cái dòng xe Nhật bãi các bạn, nên là xe bán ra cam kết các bạn chuẩn chỉ hàng xuất Nhật đàng hoàng luôn, chứ không phải là hàng Taiwan hay China gì nha các bạn. Nên các bạn cứ an tâm nha. Sản xuất thì chắc chắn là sản xuất ở China hay là Taiwan rồi, nhưng mà quan trọng đó là cái tiêu chuẩn xuất sang thị trường Nhật, nên các bạn cứ đảm bảo nha. Xe này là dùng trong nước Nhật luôn, nội địa Nhật hay dùng. Sơn thì lúc nào em cũng ưu tiên là thay sơn mới, sơn Taiwan nè, sơn Đài Loan. Mã sơn này thì xài cực kỳ tốt luôn. Em bao các bạn là chạy mà dưới 12 tháng mà dây sơn nó có bị vấn đề gì hả, mang tới em một đổi một các bạn luôn, không có tại bị thì là lý do nha. Hàng thì cam kết các bạn là chuẩn về chạy luôn, khỏi mà đầu tư chi phí phát sinh gì thêm á. Đây là cái yên zin theo xe nữa các bạn. Thì nó bị như vậy thì bắt buộc về chúng ta phải lợp lại rồi. Đây là những cái yên zin thì đôi khi nó cũng có vài cái yên còn đẹp giống vậy nè, nhưng mà tỷ lệ mà bị hư yên khá là nhiều, nên là phải bỏ đi lợp lại các bạn ơi. Xe này thì các bạn mua cho con em học sinh mình chạy rất là đẹp luôn, tập thể dục nhẹ nhàng cũng ok. Nó xe này mà lắp được về ba ga rồi thoải mái nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu thì cứ báo em nha. Mayer trước sau đều là mayer nhôm nè,
vành là vành xe gió lở nè. Xe này đi cặp lớp là cặp lớp Kenda 700x28 mới cứng luôn nha. Về chúng ta khỏi cần phải lo chi phí mà đầu tư thay vỏ ruột hay nè. Sơn liếp thì em bao các bạn chuẩn chỉ luôn, trên xe lắp là không có hiện tượng mà mòn gì hết. Còn xài tốt mới để trên xe. Zin với em mà là zin phải xài được, chứ zin mà hư thì cũng vứt thôi các bạn ơi. Chứ để các bạn về cũng phải thay thôi, chứ để mà nó lọc cọc lạo xạo chạy đâu có được đâu. Cái phục trước nè, thì khung nhôm, nước sơn zin, chỗ nào có trầy nè, giống như mấy cái vết này là vết trầy nè, em có phẩy lại cho nhìn chiếc xe nó liền lạc đẹp hơn. Vẫn đảm bảo cho bạn nước sơn zin thôi. Trục giữa bạc đạn đó các bạn thấy không? Đồ thay thế em có rất là nhiều luôn, nên các bạn cứ an tâm, chạy sau này thì phụ tùng tiêu hao đồ có em khoa lo. Xe thì ngoại hình còn rất là mới. Thì mã này em đang bán với mức giá là 5.500.000, bao gồm cả phí ship. Xe bán ra thì sẽ tặng kèm các bạn nè, giá đỡ bình nước nè, chắn bùng vẫy nè, và đèn trước nè. Đèn trước là cái đèn LED nha các bạn, đèn sau cũng vậy, đèn cảnh báo. Nên là các bạn cứ an tâm, xe tặng đủ đồ chơi, về mình chạy luôn. Còn về cái yên này thì em sẽ lợp lại cho các bạn nha, để em lợp lại cho, tại vì em tranh thủ quay nên là chưa đi lợp kịp các bạn ơi. Máy này cũng ít ra clip mà. Đây là mã số 1, bạn nào quan tâm thì liên hệ em Khoa để chốt đơn nha. 5.500.000 thôi. Có con xe Nhật 3 dĩa 7 clip chạy thì giá nói chung cũng phổ cập phổ thông lắm, dễ tiếp cận mọi người nữa. Thì mấy con này đa phần thì giá phân khúc tầm trung mà, nên là đi bê đanh nhựa thôi. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể nâng cấp lên bê đanh nhôm bạc đạn đồ này kia cũng được. Cặp bê đanh nhôm bạc đạn thì lên quanh tầm 200-300 ngàn à. Hiệu Roman xài cũng rất là ok luôn. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ em Khoa để mua luôn cũng được nha. Phụ tùng thì ra khi em Khoa cũng có bán để hỗ trợ mọi người, nhưng mà món có món không thì phụ tùng em chưa chuyên. Sắp tới thì nếu mà có thời gian nhiều em sẽ cố gắng giới thiệu thêm mảng phụ tùng nó để phục vụ các bạn nha. Còn đây là gian mã này, gian CS 3200 thì xe này á, zin của nó là ghi đông này nè, đi đông này 67 nè, nhưng mà xe này em thấy cái phọt nó đi đông thẳng đẹp hơn đó, nên em trang bị cái ghi đông thẳng. Bạn nào có nhu cầu mua thì em vẫn gửi kèm thêm cái ghi đông này nữa, giống như là xe này các bạn sơ cua hai ghi đông đi, đi cho nó ok. Cái này mà nó đi ghi đông 67 nhìn nó không có được gấu và cứng cáp, nên là em có trang bị qua cái ghi đông nhôm, nhôm trắng đàng hoàng nè bạn. Chắc nó nhìn đẹp không. Đồ xịn đàng hoàng, chắc nhôm rất là dày luôn nha bạn. Hàng mới, đồ chơi của xe đạp thì trang bị vô cho nhìn chiếc xe nó đẹp và hầm hố. Ghi đông zin vẫn giữ nha bạn, vẫn tặng kèm cho bạn luôn, tuy là thay qua nhưng mà không có tính phí cho bạn nha. Còn về cái phục á, phục này là phục SR Sinto nè, các bạn thấy không? Phục này có cái bát bắt thắng đĩa đằng trước luôn nè. Phục SR Sinto nhúng còn rất là ngon luôn, cây ti cũng rất là đẹp nè, chưa có dấu hiệu mà rỉ sét gì nhiều nha. Phanh là phanh nhôm nè, thắng cũng là thắng nhôm nguyên khối luôn nha, của nhà Tetro nè. Vè thì đi cặp vè cá mập. Nhìn xe này, mấy xe này mà vỏ bự bự á, đi về cấp cá mập nhìn rất là gấu luôn. Còn bạn nào mà ở cái điều kiện mà gọi là đèo dốc hay là Tây Nguyên nhiều á, đường đất đá nhiều á, thì xe này các bạn nâng qua cái dòng mà vỏ mà bự á, thì cũng được luôn nha, rất là đẹp luôn á. Xe này đi vỏ càng bự càng hầm hố nha. Xe này tại vì tại sao em đi vỏ 700x28, tại vì em là ở Sài Gòn, em hay bán nhiều cho khách ở Sài Gòn á, nên là em mua quái đi cái vỏ này. Bạn nào có nhu cầu thì báo em, em sẽ nâng lên 35-42 tùy vào nhu cầu của khách hàng nha. Em thì hỗ trợ tối đa luôn, quan trọng là khách thích là được nha các bạn. Mã này là khung nhôm, cấu hình của nó là 3 dĩa Shimano Ontouch nha các bạn. Xe này em bán các bạn với mức giá là bao nhiêu ta? Thôi để các bạn 5.500.000 thôi. Ba xe hôm nay đồng giá luôn nha các bạn. Có mã Enfer này đẹp lắm nè, như con xe thùng nha, các bạn đón chờ nha. 3 dĩa 7 clip, thương hiệu là thương hiệu nổi tiếng của Gia này. Cam là cam inox, con này là cam chì nha các bạn, con này là cam inox nha. Cùng tầm giá, cái size khác nhau. Thì bạn nào mà thích nhu cầu phục nhúng á, thì lựa chọn em này là quá là tuyệt vời luôn nha. Thương hiệu cũng là tốt nữa, dài. Hay anh em các bạn có nơi kêu thì dài anh. Nói chung thì em kêu theo phổ thông, tiếng Anh em cũng hơi dốt, nên em thấy sao kêu vậy các bạn ơi. Về bạc đạn chén cổ nè, bạc đạn chén cổ nhìn rất là đẹp nè. Bạc đạn chén cổ âm nè, bô tăng nè, bô tăng của Gia nè, nắp chụp của Gia luôn nè. Gian thì làm bạc đạn những cổ âm đó giờ các bạn ơi, không còn bạn cãi. Mấy mã Gian mà CS 3002 mà đẹp giống vậy thì thị trường cực kỳ ít nha bạn, rất là ít luôn. Mấy mã Gian phục nhúng này ít lắm, size nói chung cũng size S, nhưng mà bạn nào cao từ 1m60 đến 1m75 đi mới vừa nha. Cũ đời Shimano Ontouch nè, nhìn đẹp không các bạn?
Câm là câm inox nè, niền là niền nhôm nè. Thì tại sao con xe này cấu hình cao hơn mà lại giá lại nó bằng 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 với hai con này? Thì em cũng xin phép giải đáp luôn nha. Cái dòng này là dòng chuyên để thể thao đường phố hơn. Dòng này chúng ta dùng đi phượt nó sẽ hợp hơn. Về độ đạp thì đưa ra đường trường thì mấy con này đạp ăn con này rồi, chắc chắn luôn. Tại sao này nó mang phục hơi, nó dòng hybrid dual sport mà các bạn. Đi đa địa hình hơn này, con này là đường trường, thoải mái luôn, trong thành phố đi vô tư luôn nha. Đạp thì chắc chắn mấy xe này sẽ nhanh hơn xe này, nhỉnh hơn tí xíu thôi, giống như thằng 25 km/h, thằng 30 các bạn, nhỉnh hơn tí xíu thôi. À, thì mỗi bạn thì có mỗi nhu cầu khác nhau, thì hôm nay em lên mỗi mã mỗi nhu cầu nha. Cam inox sơn, lộn, cam inox không có sơn tĩnh điện nha. Cam inox zin nè. May ơi nhôm là tháo mở nhanh trước sau nè. Xe thì có cái cọc yên công nhìn đẹp lắm, yên là yên zin luôn. Không có tì vết, không có lỗi nhỏ đâu nha các bạn. Tặng kèm các bạn đèn trước đèn sau ra đỡ nước như mọi xe thôi. À, Giant, thương hiệu gã khổng lồ của Đài Loan. Mấy con này thì made in Taiwan hết các bạn ơi. Đây, biển số Nhật đồ đầy đủ đây. Tay bẻ cũng là của nhà Shimano nè. Chống này em có thay mới nha, chống nó bị hư rồi. Đây, cái mặt dĩa đây các bạn thấy không? Bên trong nó đẹp từ trong ra ngoài luôn, chứ không phải là đẹp chỉ ở bên những mặt tiền đâu. Đây, bạn nào quan tâm mã này thì liên hệ em Khoa để chốt đơn nha. Còn đây là mã cuối cùng, mã này Enfire. Thì xe này em ra được 2 xe. Thì buổi sáng có một chú ở bên quận 8 bến Phú Định chốt em hết một con rồi. Cái con đó các bạn, y chang con này luôn. Nói chung là hai xe giống như là 10 phân vạn 10 á. Độ đẹp thì như nhau, không có xe nào mà lệch hơn xe nào đâu. Tại vì chú kia chốt xe kia, tại vì chú kia thích sợi dây xanh zin. Với lại nó cũng đập vô mắt chú trước nữa. Thì hai xe giống nhau nha, các bạn khỏi lăn tăn vấn đề đó nha. Hai xe đẹp thì giống nhau luôn. Vậy em quay chi tiết mình sườn nha. Con này nè các bạn nhìn thấy không, cái dáng nó gấu cực kỳ luôn. Dáng rất là gấu luôn, hầm hố nữa. Phanh là phanh nhôm của nhà Romax nè. Vỏ là vỏ trước là vỏ zin, vỏ sau là vỏ mới nha. Cái gai này là dạng gai Kenda nè, nhưng mà vỏ này là vỏ của CST Genshin đó các bạn. Tay nắm nè, im máy lắm. Tay nắm này thì em thay cái loại dạng loại bao tay này loại dạng giống zin nên là cầm rất là im luôn nha. Loại này cũng loại tốt rồi. Về tay bấm xả nè, 3 dĩa 7 líp nè các bạn thấy không? Tay bấm xả của nhà Shimano, 3 dĩa 7 líp. Ghi đông bô tăng ở đây, ghi đông bô tăng là ghi đông bô tăng nhôm. Khung cũng là khung nhôm luôn. Mã Enfire này thì quá là mới các bạn ơi. Khung nhôm quá là mới nè. Màu đen nhám luôn. Nói chung màu đen nhám thì có vết trầy là chúng ta sẽ thấy liền. Nhưng mà con này rất là ít trầy các bạn. Tôi để nhôm đây. Còn cái miếng bảo vệ dĩa đồ này kia luôn. Số thì các bạn an tâm nha, xe mình mua là xe có clip đời thì bắt buộc về chúng ta phải xài sang số nhiều nha. Da băng luôn nè các bạn, thấy không? Mấy mã này là mã xe đời mới. Sơn nó là sơn đen nhám nhưng mà nó vẫn còn hiện hực hực lên mấy cái văn mà ca mây các bạn. Xe thì khá là đẹp. Chỗ này là chỗ bắt cái phản quang. Khi mà các bạn chốt xe thì em sẽ lắp đầy đủ cho bạn. Tay tháo mở nhanh của yên. Thì nói chung là xe chuẩn chỉ hết, đẹp ngon lành hết. Về là các bạn chỉ việc chạy chứ không có đầu tư gì thêm. Câm là câm chì zin theo xe nè. Vành là vành nhôm nè, vành nhôm hai lớp bản niền xé gió cao nè. Cặp vành nè các bạn nhìn thấy không, nhìn chịu không nổi luôn á. Vành này thì khác gì cái vành mới đâu các bạn. Nhưng mà vành này là vành zin theo xe nha. Cặp vỏ này khá là đẹp á. Thì cái này sau này các bạn mà có nhu cầu á, nâng lên cái gì cũng được nha. Tại vì dáng sườn này quá đẹp rồi. Các bạn muốn úp lên giò dĩa trục rỗng hay là bánh bạc đạn. Bánh bạc đạn thì chúng ta chỉ cần thay đầm thôi. Đúng với thay đầm, đúng với số cầm của cái vành là ok rồi nha các bạn. Có thể nâng cấp sau này thoải mái luôn. Xe này thì em đang để ra với mức giá là 5.500.000. Bạn nào quan tâm alo em nha. Thôi quên nữa, này 5.500.000, này em để 5.300.000 thôi các bạn ơi. Giảm 200.000 luôn. Con này thì nói chung là bán bằng giá với con này thì các bạn mua xe này hơi thiệt quá. Thôi em giảm 200 đi, còn 5.300.000 nha các bạn. Bạn nào chốt đơn thì liên hệ em Khoa nha. Dáng khá là đẹp và hầm hố nè. Bự cứng cáp, bạn nào tướng mà to to á, phọt người khoảng tầm 60-70kg đi, mấy con này là quá là đẹp luôn rồi. Trục giữa bảo dưỡng hết rồi, nên là rất là nhẹ và trớn nha. Thì hôm nay em lên 3 xe. Bạn nào ưng mã nào thì gọi em Khoa để chốt đơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào.